giờ thì ba cái thiết bị này trong cái này là một cái mồi mà có lại. Thế à, bây giờ thầy sẽ tay ra có cái gì? Đầu tiên là cái máy chứ. Tiếp theo là thầy sẽ lấy cái gì nữa là cái này. Làm gì vậy? Cái này ở đâu vậy? Ví dụ như là piston nè, rotor nè, thân nè, đó. Cụ thể ứng dụng gì vậy thầy? Đây đang là người áp của thầy cho em thấy nào là áp. Thầy viết. Áp đi của thầy. Áp đi của thầy. Đúng rồi. Ngoài ra ví dụ như là cái này như này. Rồi. Đó, khổ ra ví dụ đây là cái hơi nóng nè. Đó, sau khi nó được cái bên đây đừng có nóng thầy. Nóng không? Và tiếp theo là cái gì là bu ra nè. Đó, bu ra. Quay hay là sao? Và phim lọc nè. Và cái này nè. Những thiết bị đó, mình cầm em thấy không? Chào mọi người, đây là một mô hình nén với lặn tạo đi. Đúng rồi,
đưa cái đất vô. Đưa hàng vào. Thì vừa cái app này sẽ có một là nó bắt điểm, hai là tôi quét thì bằng dễ 2D. Đó là tôi bằng dễ bằng 2D. App này là cái đồ án của mình. Wow. Giờ qua em có khả năng hết. Những gì quan trọng là mình phải định hướng đúng. Và công nghệ hiện nay nó như thế nào rồi. Và tương lai cái giá mà nó ở dụng công nghệ hơn, ví dụ như mô hình như thế này các bạn học.